Kính thưa khán thính giả, trong thời gian qua, tình hình tại khu vực Đông Nam Á đã nóng lên sau khi có những tranh chấp trên Biển Đông giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đến chủ quyền lãnh hải. Sự việc này đã đem đến sự chia rẽ trầm trọng trong khối ASEAN, hay còn gọi là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đặc biệt là Campuchia đột nhiên xoay chiều, ra mặt ủng hộ cho Trung Quốc trong việc tranh cãi trên Biển Đông. Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen trong những lần trả lời báo chí đều ca ngợi Việt Nam có công trong vấn đề cứu Campuchia ra khỏi nạn diệt chủng của Khmer Đỏ. Tuy nhiên, ở mặt khác, ông này vẫn cố tình mở đường cho nhân vật đối lập Sem Rensi kích động tinh thần dân tộc chống Việt Nam. Việc này dẫn đến hệ quả là những cuộc biểu tình, đốt cờ, thậm chí là xung đột với người Việt Nam ở biên giới, khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vài tháng trước đây, đảng đối lập Sem Rensi đã kích động người biểu tình đốt cờ Việt Nam. Theo đó, họ còn đòi hỏi Việt Nam phải trả lại cho họ những khu vực miền Tây Nam Bộ mà họ nói là lãnh thổ của họ. Và hành động này cũng đã được một số nhân vật trong Quốc hội Campuchia ủng hộ. Ý kiến về việc này, kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà tranh đấu cho quyền tự do dân sự tại Việt Nam cho biết. Những cái dấu hiệu gần đây ở bên phía Campuchia rất là đáng lo ngại. Trung Quốc đã ngày càng can thiệp sâu hơn vào cái tình hình chính trường ở Campuchia bằng cách sử dụng những các cái gói viện trợ kinh tế rất là lớn, những cái khoản vay rất là lớn và những cái hoạt động hợp tác rất là đáng lo ngại về mặt quân sự. Điều này nó là cả một cái chuỗi sự kiện nó diễn ra dựa vào cái tình hình chính trị, tình hình bầu cử ở Campuchia. Và điều này nó gây nên không chỉ cho chính phủ Việt Nam mà cả phía người dân Việt Nam những cái sự lo ngại về cái động thái ở biên giới cũng như là những cái chuyện kỳ thị người Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia. Cái việc kích động cái tinh thần dân tộc một cách cực đoan của cả hai phía nó đều gây nên những các cái hậu quả chính trị rất là nguy hiểm. Từ trước đến nay thì cái việc sử dụng cái chiêu bài kích động cái tinh thần dân tộc cực đoan nó đã từng diễn ra và đã từng có cái nạn là người Việt Nam bị người Campuchia giết ở vùng biên giới Tây Nam rất là nhiều. Cái người dân sinh sống ở cái khu vực Tây Nam hầu hết là những cái người dân nghèo và họ có cái trình độ tri thức cũng tương đối là thấp. Thế cho nên là cái việc có thể tạo ra những các cái cuộc bùng phát bạo động dựa trên cái tinh thần dân tộc chủ nghĩa đấy nó rất dễ gây đến cái bất ổn chính trị cho hai nước và có thể gây đến chiến tranh. Đi thuyền mấy lắm.
Tuần trước, dân chúng của cả hai quốc gia ở biên giới đã có những cuộc đụng độ ẩu đả khiến cho tình hình biên giới càng trở nên tồi tệ hơn. Khu vực này Campuchia có nhiều sòng bài do người Trung Quốc làm chủ mà khách hàng đa số là người Việt Nam. Đã có nhiều câu chuyện tiêu cực xã hội xảy ra ở đây mà nạn nhân hầu hết là người Việt Nam. Từ những vụ xã hội đen chém người thiếu nợ, các bé gái bị thanh niên gốc Việt bán dâm, cho đến những trò bán bộ phận cơ thể để đổi lấy tiền bài bạc. Đầu tuần này, tin tức cho biết quân đội Việt Nam đã âm thầm gia tăng nhiều xe cơ giới lẫn vũ khí hạng nặng dọc theo biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, cho thấy phía Việt Nam đặt trong tình trạng báo động nghiêm trọng và có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào. Campuchia là xứ sở có khoảng hơn 14 triệu dân, theo đó 90% là người Khmer, 5% là người gốc Việt, 1% là người gốc Hoa và 4% còn lại là các sắc dân khác. Có GDP là 2.400 Mỹ Kim đầu người mỗi năm, hệ thống chính trị vận hành theo lối đa đảng. Nhưng trên thực tế, Đảng Nhân dân Campuchia CPP do ông Hun Sen lãnh đạo vẫn nắm quyền từ nhiều năm nay. Nhiều chuyên gia cho rằng, do yếu tố muốn nhanh chóng phát triển và chuyển hướng sang một xã hội hoàn toàn dân chủ, Campuchia đã có nhiều động thái làm mờ dần tầm ảnh hưởng của Việt Nam lên quốc gia này. Do đó, việc mở đường cho đảng đối lập Sem Rensi kích động tinh thần chống Việt Nam, ra mặt ủng hộ chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, ủng hộ ngầm cho Lào xây dựng các đập thủy điện trên lưu vực sông Mekong và thúc đẩy các quốc gia dọc theo đường biên giới xương sống của Việt Nam như Miến Điện, Lào và Thái Lan chấp thuận đường xe lửa chạy dọc từ Vân Nam xuống tận vùng cực Nam của khu vực Đông Nam Á. Những động thái này đang khiến cho chính phủ Việt Nam phải lúng túng ứng phó vì không còn kiểm soát được Lào và Campuchia, trong khi chế độ một đảng lãnh đạo không phù hợp với xu thế của cộng đồng thế giới, khiến Việt Nam bị giới hạn trong việc chinh phục cộng đồng quốc tế về những tranh cãi chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ của Việt Nam.